Xin chào anh em, đây là bản tin chuyển động bóng đá tối ngày 14 tháng 10. Trước khi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất hôm nay, anh em hãy nhanh tay đăng ký kênh YouTube Mê Bóng Đá để cập nhật tin tức bóng đá thường xuyên hơn. Còn bây giờ là những diễn biến chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chile và Colombia hòa kịch tính. Kết quả của các trận đấu diễn ra tại khu vực Nam Mỹ. Trận đấu giữa đội tuyển Chile và đội tuyển Colombia tại vòng 2 của vòng loại World Cup 2022 xứng đáng là trận cầu hay nhất ở lượt đấu này. Và kết quả ở trận đụng độ kể trên đã phần nào được phản ánh lý do tại sao nó được coi là hấp dẫn nhất. Khai màn cho bữa tiệc trên sân Julio Martinez Bernardones là pha lập công ngay ở phút thứ 7 của tiền vệ Jefferson Lema bên phía đội tuyển Colombia. Pha bóng xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự đội tuyển Chile giúp cho tiền vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Burn 1 thoải mái đánh đầu mở tỷ số. Tuy nhiên, hiệp 1 thực sự là một hiệp đấu của đội tuyển Chile. Chỉ chưa đầy trong vòng 5 phút từ phút thứ 38 đến phút thứ 42, La Roja đã ghi liên tiếp hai bàn thắng nhờ các pha lập công của Vidal và Alexis Sanchez để dẫn ngược lại với tỷ số 2-1. Trái ngược lại với hiệp 1, hiệp 2 chỉ có duy nhất một bàn thắng. Điều đáng nói là bàn thắng này đến vào phút bù giờ cuối cùng nhờ pha lập công của cựu tiền đạo câu lạc bộ Madrid và Atletico Madrid, Radamel Falcao. Bàn thắng của Falcao đã giúp cho đội tuyển Colombia nhọc nhằn giành lại được một điểm của Chile. Neymar lập hat-trick, Brazil ngược dòng thắng đậm. Neymar có trận đấu chói sáng khi ghi được 3 bàn thắng, giúp đội tuyển Brazil nội ngược dòng trước đội chủ nhà Peru với tỷ số 4-2 ở lượt trận thứ 2 của vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Không những vậy, cú hat-trick được ghi vào lưới của đội tuyển Peru giúp ngôi sao đang đầu quân cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain vượt qua tiền bối Ronaldo để xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách ghi bàn cho đội tuyển Brazil. Hiện tại, Neymar có tổng cộng 64 bàn thắng, trong khi người ngoài hành tinh có 62 bàn. Neymar chỉ còn kém vua bóng đá Pele đúng 13 pha lập công nữa. Chiến thắng 4-2 giúp cho đội tuyển Brazil tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng của vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ khi có cùng được 6 điểm như đội tuyển Argentina, nhưng hiệu số dương 7 so với dương 2. Nhận định trước trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch. Tam sư đã vươn lên dẫn đầu bảng A2 với chiến thắng trước đội tuyển Bỉ vào ngày chủ nhật, trong khi đội tuyển Đan Mạch đã đánh bại đội tuyển Iceland với tỷ số 3-0 trong trận đấu gần đây nhất để duy trì hy vọng bám trụ tại Liga. Trong trận đấu tại Wembley, đội tuyển Bỉ đã chứng tỏ vì sao họ là số 1 thế giới trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, quả phạt đền của Marcus Rashford và cú sút bị đổi hướng của Mason Mount đã giúp đoàn quân của Gareth Southgate lội ngược dòng với tỷ số 2-1, thay đổi hoàn toàn cục diện ở bảng A2. Đội tuyển Anh hiện hơn đội tuyển Bỉ 1 điểm và hơn 3 điểm so với đội tuyển Đan Mạch xếp thứ 3, trong khi đội tuyển Iceland đang đứng bét bảng. Gareth Southgate khẳng định rằng chiến thắng trước đội tuyển Bỉ, đội trước đó đã chỉ thua 3 trong số 46 trận đấu dưới thời của huấn luyện viên Roberto Martinez, sẽ mang lại sự tự tin cho đội bóng của ông. Sau khi một lần nữa cho thấy họ đủ khả năng đánh bại một đội tuyển hàng đầu, Tam sư giờ có thể củng cố vị trí đầu bảng bằng chiến thắng tại Wembley vào thứ tư. Anh đã thắng 20 trong tổng số 21 trận đấu gần đây nhất trên sân nhà, mặc dù họ thi đấu khó khăn trước đội tuyển Đan Mạch khi hai đội gặp nhau ở Copenhagen cách đây một tháng. Harry Kane tiến gần đến bàn thắng trong cuộc đấu trí tẻ nhạt, nhưng không bên nào có được chiến thắng, dẫn đến rất nhiều lời chỉ trích về hệ thống của Gareth Southgate vào thời điểm đó. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà thì đội tuyển Anh có cơ hội để hạ gục đối thủ Bắc Âu. Đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate bất bại trong cả 7 trận đấu và chỉ để thủng lưới một trận đấu, đó là quả phạt đền của Romelu Lukaku vào ngày chủ nhật. Nhưng đối thủ Đan Mạch cũng nhập cuộc đầy hứng khởi với một phong độ tốt. Sau khi có một điểm trước đội tuyển Anh vào tháng trước, họ đánh bại quần Darfur với tỷ số 4-0 trong trận đấu giao hữu và dễ dàng giành chiến thắng nói trên trước đội tuyển Iceland. Nhận định trước đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Thụy Điển. Nhà đương kim vô địch Nations League, đội tuyển Bồ Đào Nha có cuộc tiếp đón đội tuyển Thụy Điển trên sân nhà Jose Alvarade trong trận đấu thuộc khuôn khổ của vòng 3 ở Ligue 1 UEFA Nations League. Sau hai trận hòa liên tiếp, đội tuyển Bồ Đào Nha cần một chiến thắng để củng cố ngôi đầu với việc chỉ phải tiếp đội bóng bét bảng là đội tuyển Thụy Điển. Thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos đang rất tự tin giành chọn 3 điểm trong trận đấu này. Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa trở về sau trận hòa không bàn thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng A3 là đội tuyển Pháp. Đây là trận hòa không bàn thắng thứ 2 liên tiếp trên mọi đấu trường của thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos trong năm 2020. Tuy nhiên, điều này cũng không đáng lo ngại bởi đối thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha trong hai trận đấu này là Tây Ban Nha và Pháp đều là những đối thủ hàng đầu thế giới. Nhìn chung, Bồ Đào Nha vẫn đang đi đúng hướng trên con đường bảo vệ ngôi vương Nations League khi đội bóng này vẫn giữ vững vị trí ngôi đầu bảng với 7 điểm có được sau 3 lượt trận. Bên phía kỳ chín tuyến, đoàn quân của huấn luyện viên Johnny Anderson đang thể hiện một bộ mặt bạc nhược với chuỗi thành tích nghèo nàn. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, đội tuyển Thụy Điển chỉ giành được 2 chiến thắng đến từ các trận đấu giao hữu và 3 thất bại mà thầy trò huấn luyện viên Anderson phải nhận đều đến từ đấu trường của Nations League. Đội bóng được mệnh danh là Borussia thậm chí chưa giành được điểm số nào và đang xếp bét bảng ở bảng đấu A3. Trong quá khứ, hai đội đã 19 lần gặp nhau trên mọi đấu trường và kết quả, đội tuyển Bồ Đào Nha có được 6 chiến thắng,
còn đội tuyển Thụy Điển nhỉnh hơn một chút với 7 chiến thắng. Bên cạnh đó, hai đội cũng đã có 6 trận hòa. Tuy nhiên, nếu xét trong 4 trận đấu gần nhất, hai đội gặp nhau, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành đến 3 chiến thắng. Đội tuyển Thụy Điển cũng chính là con mồi ưa thích của Cristiano Ronaldo khi siêu sao 35 tuổi đã ghi đến 7 bàn thắng sau 4 lần chạm trán với đội bóng này. Dẫu vậy, trong trận đấu sắp tới, Cristiano Ronaldo không thể ra sân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha bởi cầu thủ này đã bị xác tính dương tính với Covid-19 và đang trong quá trình cách ly. Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Thụy Điển rõ ràng không phải là một đối thủ xứng tầm với Bồ Đào Nha. Trận đấu sắp tới đây dự đoán là sẽ không khó khăn với đoàn quân Raven Fernando Santos và nhiều khả năng đội bóng này sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm. Messi to tiếng với huấn luyện viên đối thủ sau trận thắng. Tiền đạo sinh năm 1987 cùng đội tuyển Argentina đánh bại Bolivia ở trận đấu thuộc vòng loại của World Cup 2022 rạng sáng nay. Sau khi trận đấu trên sân La Paz khép lại, Lionel Messi đã vướng vào một vụ to tiếng với huấn luyện viên thể lực, ông Lucas Nava của đội tuyển Bolivia. Đi chết đi, sao ông cứ hét lên trong cả trận đấu vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Câu nói của Messi được phát ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Ở trận đấu với đội tuyển Bolivia, Messi chơi trọn 90 phút và anh không ghi bàn trực tiếp, nhưng góp công đầu trong tình huống ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Argentina ở phút thứ 79. Edpulga tranh chấp thành công, sau đó thực hiện đường truyền dành cho Lautaro Martinez. Tiền đạo thụ biên chế của Inter Milan mở bóng sang cánh trái dành cho Correa, mang xuống dứt điểm sút tung lưới đội bóng chủ nhà. Bên cạnh đó, Messi còn sở hữu những thông số ấn tượng. Anh có 55 pha chạm bóng, cao nhất ở trên sân, 5 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội. Quyết tâm giành chiến thắng của Edpulga còn thể hiện qua 8 lần tranh chấp thành công. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin chuyển động bóng đá tối ngày 14 tháng 10 của kênh Mê Bóng Đá. Những thông tin bóng đá nóng nhất sẽ được kênh Mê Bóng Đá cập nhật liên tục. Và trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các bản tin tiếp theo.